Rồi, lô các bạn. Hôm nay hái thanh long không các bạn ơi. Trên trái này nó chín lắm rồi. Trời ơi, nó bị nứt rồi mà mình không để ý nữa. Thôi là đã hái là mấy ngày trước rồi. Mình cố gắng mình để. Rồi, hôm nay nó kiến quá hái luôn các bạn ơi. Rồi, nó kiến quá trời luôn. Còn trái bên kia nữa. Qua bên kia quay cho các bạn xem, có trái bên kia nữa. Trái bên kia là ruột trắng các bạn ơi. Trái bên này là ruột trắng. Để coi coi nó chín đều chưa, nó chín đều rồi mình hái luôn. Mình thấy không? Có thấy màu ánh đỏ là đỏ đó không? Xem mấy cái cây này quá không có thấy được ha. Nó đâu rồi? Thấy rồi đó. Nó. Có trái nhỏ bên kia nè, lâu rồi. Nó kìa. Chút nhỏ xíu đó, không thấy được.